tiên khi mình mua cái căn thứ nhất ở Novo World Phan Thiết, thực ra khi mình xuống là nó chưa có gì đâu, nhưng mà có một năm sau thôi mình quay trở lại, mà quay trở lại đúng cái dịp vừa Covid đầu tiên xong ấy, thì mình đã thấy thay đổi kinh khủng luôn. Mình xuống mình sửng sốt luôn, bởi vì tiến độ quá là nhanh luôn. Khi vào tham quan nhà mẫu thì mình mê luôn, bởi vì không nghĩ là đẹp như thế. Thế nên là cái nhà mẫu nó còn vượt cả tiêu chí của mình luôn ấy. Mình đầu tư cái căn đầu tiên ấy thì cái giá tiền nói chung là cũng không phải là quá cao, cho nên là rất là ok. Mình đầu tư luôn. Căn Olympic 2 nó có cái view rất là ok, gần sân golf. Nói chung là tiện ích xanh rất là nhiều. Cho nên để mà cuộc sống gia đình mà để có mà những cái kỳ nghỉ dưỡng về thì chắc là không cần phải suy nghĩ gì nữa. Rất là thoải mái luôn. Cho nên mình xuống cái mình thấy các bạn tư vấn ngay là mình ok luôn. Khí hậu ở Phan Thiết quá là tràn hòa, quá là ok với những người mà ví dụ như tôi mà bảo là có bệnh về hô hấp thì quả thật vào trong này khí hậu trong này rất đáp ứng luôn. Cho nên tôi chọn một căn như vậy để đáp ứng với nhu cầu của gia đình.